Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nắng thu vàng hanh hao sẽ chi phối thời tiết trong ngày nghỉ cuối tuần của người dân các tỉnh thành miền Bắc. Nắng lên từ sớm và đạt cường độ mạnh nhất vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Tuy nhiên, oi nóng lại không còn hiện diện nữa. Thời tiết rất thuận lợi cho mọi hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời của người dân. Như tại khu vực thủ đô Hà Nội, nhiệt độ vẫn ổn định trong ngưỡng nhiệt 23 đến 24 độ vào thời điểm này. Đến thời điểm trưa chiều, nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 32 đến 33 độ. Khi mà lưu thông ngoài đường, quý vị sẽ cảm nhận rõ cái nắng vàng óng ả của mùa thu miền Bắc. Không chỉ tại thủ đô Hà Nội mà đây cũng là nhiệt độ phổ biến trên toàn khu vực Bắc Bộ. Tuy nhiên, đến đêm thì nền nhiệt miền Bắc sẽ giảm mạnh do hiện tượng phát xạ nhiệt. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng, nền nhiệt giảm xuống còn 21 đến 23 độ, trời se se lạnh. Trong khi đó, với các tỉnh vùng núi phía Bắc, nhiệt độ giảm còn từ 18 đến 20 độ. Xuôi xuống với dải đất miền Trung, khí mát ở miền Bắc dù không mạnh nhưng khí dồn xuống miền Trung cũng tương tác với địa hình đón gió của dải Trường Sơn và khiến cho các tỉnh miền Trung khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây và có mưa rải rác trở lại. Trong khi đó, phía Nam khu vực các tỉnh Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận vẫn còn chịu ảnh hưởng yếu của dải hội tụ nhiệt đới nên vẫn có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ ở các tỉnh khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận thì vẫn có những điểm mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Quý vị sinh sống trên khu vực cần lưu ý với những nguy hiểm tiềm ẩn trong cơn dông. Về tình hình nhiệt độ, nền nhiệt trong ngày tại khu vực Trung Bộ không cao. Với khu vực các tỉnh Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế do có mưa rải rác nên nền nhiệt cũng giảm xuống còn từ 30 đến 32 độ, trời mát mẻ. Còn với khu vực các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi nhiệt độ là 32 đến 33 độ. Trong khi đó với các tỉnh Bình Định đến Bình Thuận nhiệt độ chỉ từ 31 đến 32 độ. Trái ngược với thời tiết đẹp ở tại miền Bắc, dưới tác động của gió mùa Tây Nam và hoàn lưu dải hội tụ nhiệt đới vẫn còn tồn tại thì khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ vẫn có mưa lớn trên diện rộng, vì thế mà nền nhiệt không có cơ hội tăng cao. Cao nhất ngày ở tại Tây Nguyên vẫn chỉ dao động từ 26 đến 29 độ, còn với các tỉnh thành Nam Bộ nhiệt độ là từ 30 đến 32 độ. Đến chiều và tối thì mưa sẽ diễn ra với cường độ lớn hơn, trong đó thì tập trung tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, phần phía đông của tỉnh Đắk Lắk cũng như là hầu khắp các tỉnh thành khu vực Nam Bộ. Vì thế mà ở Tây Nguyên tiếp tục có nguy cơ về hiện tượng lũ quét và sạt lở đất. Còn với các tỉnh thành Nam Bộ, đó là tình trạng ngập úng. Người dân sinh sống trên khu vực cần phải có biện pháp bảo đảm an toàn. Chuyển sang với các thông tin thời tiết trên biển. Trong 24 giờ tới trên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió thịnh hành hướng Bắc đến Tây Bắc với cường độ chỉ ở vào khoảng cấp 4. Vì thế mà mưa rào và dông chỉ xảy ra rải rác ở một vài nơi, tầm nhìn xa thông thoáng, sóng yên biển lặng, thuận lợi cho mọi hoạt động lưu thông của bà con ngư dân. Còn với khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa thì mưa dông rải rác vẫn tiếp diễn do tác động của dải hội tụ nhiệt đới. Gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình khoảng cấp 4, cấp 5. Quý vị nên lưu ý về tầm nhìn giảm thấp khi mà lưu thông trên khu vực biển này. Như vậy là Bắc Bộ phổ biến ngày nắng hanh, đêm se lạnh. Trung Bộ thì mưa với lượng khá, chỉ còn tập trung tại phía Nam. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ thì mưa dông tiếp diễn, nền nhiệt giảm. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 22 tháng 9 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng sẽ được khép lại. Chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.